Rồi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú cô bà con trúng mùa được giá. Bữa nay chú thử khảo phân. Cái này xài UG, UG Bot, Verago, Vicali. Cái Verago này xài im không mà thấy hôm nay cũng nhiều người xài quá ta. Cái nào? Cái bầu Vidan. Vidango đó. Hai năm nay. Nó rẻ tiền không? Rẻ nhiều. Rẻ nhiều. Sớm miếng đó xé thử đó, lên là cũng được lâu cũng gần 5 phân rồi đó. Ngậu em á. Hình như là năm nay nắng hơi nhiều cho nên nó có đồng sớm á. Rồi lúa ông có đồng gì chưa? Bảy. Rồi, đồng... bảy màu kìa. Biết chưa xé nữa hả? Chưa coi nữa hả? Sao ông xả xuất khẩu chung với người ta đi, xả 54 trời. Rồi nói chuyện hồi quên đếm lại à. Cái này là giống lúa OM18 mấy chú cô bà con nông dân. Cái này xả giống có 18kg thôi cho nên lúa này nó hơi thưa. Cho nên nó hơi thưa. Đó. Mà cái lúa này thì cũng là nhẹ phân. Đó, nó vàng thôi chứ không có cháy lá. Đó, mấy miếng cặp bên nè đó. Mấy chú cô thấy rồi đó. Nó dễ phân nhiều, nó phượt lá cho nên nó cháy. Nó cháy hết. Còn cái hai cái khuôn này nè nó không có cháy nè. Đó. Là cái lá lúa nó đứng nó dày lá cho nên nó hạn chế cháy hơn cái là lá lúa non. Đó. Nó xung quanh cháy trơn, có hai miếng này là không có cháy nè, đỡ cháy. Cái này là nó xuống phân, cái màu vàng này là xuống phân. Là bữa nay xả cử phân tống luôn mấy chú cô và con. Nó là 19kg. À, cái miếng lúa này là 46kg mấy chú cô. Đó. Cử đầu 13, cử sau 14, đó, cử này 19. Đó là 46kg. Và ba cử là cái này cử phân tống luôn. Đó. Cái này không biết có gỡ hạt không thì cũng không biết được. Đó. Thì chú thì cũng nói là không gỡ hạt đâu. Bởi vì cái lá lúa này là nó thưa nhưng mà xạ phân cũng nhẹ mà điều nó dày lá hơn nè. Cái lá nó dày. Cái lá nó dày nữa chú cô. Đó. Nó có tìm đèn rồi 45 ngày. Lúa này là 45 ngày. Đó. Khu đất này là cũng Chito Mang Giang. Đó.
Đây là giống lúa OM18 là được 45 ngày xạ cứng phân tống là 19 kg. Hôm nay mình được có quay được mấy đất này là bằng nghèo phân nhất đó mấy chú cô bà con đó, là chỉ có 46 kg phân thôi đó, là giai đoạn 45 ngày đó là phân tống luôn đó. Thì chú có nói là chắc không có rước hạt đâu đó, bằng chi phí nặng quá thì lúa thì trúng nhưng mà lời có bao nhiêu đó. Lúa này thì xạ giống cũng thưa nên lúa này nó cũng hạn chế cháy lá cái đợt gió bắc đợt này nè đó, xung quanh người ta cháy hết trơn, còn của chú là không có cháy. Bữa nay xạ phân tống đó công 19 kg, tổng phân là được 46 kg. À, cái này mình cũng xin nhắc lại luôn mấy chú cô bà con, cái này là giống lúa OM 18 là giai đoạn 45 ngày xạ cứ phân tống 19 kg, là tổng phân được 46 kg. Cái này xạ giống có 18 kg đó, lúa này nó hơi thưa mà điều phân thì cũng nhẹ luôn, cũng không có nặng đó. Là xạ giống công 18 kg là công tầm cắt mình á, công 1296 mấy vuông mấy chú cô bà con. Đó, và dòm cái dàn lúa này là lá lúa là dày cho nên hạn chế cháy lá. Đó, cái kinh nghiệm của chú Tư này đây. Đó, chú xài phân cái hàng Vedan đó, Vedan Go đó, với phân lạnh Bot với Kali. Bữa nay xả ba loại đó. Là cái phân Vedan đó là xài chú xài mấy năm rồi. Thấy cũng im, cũng là đạt hiệu quả cho nên mới xài loại phân đó. Thì cái dàn lúa này là mình cũng thích nè, cũng khoái, nó ít nhẹ phân, lá lúa nó dày nè, mình khoái cái hạn chế được cái cháy lá là gió. Giống thì xài cũng thưa, cũng ít bệnh nữa, ít sâu. Mà điều cái phân thì nó cũng hơi nhẹ. Video đến đây là hết. Xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.